thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Thi Thiên 28. Khi gặp hoạn nạn, bạn thường làm gì? Bạn sẽ kêu cầu ai cứu giúp mình? Nếu kêu cầu Chúa, bạn xưng nhận Chúa là ai và sẽ hành động như thế nào? Kêu cầu Chúa trong lúc khốn khó là đáp ứng rất tự nhiên trong mỗi một người. Lời kêu cầu như vậy thường biểu lộ một niềm tin nơi Chúa. David vẫn thường làm như vậy trong mỗi hoàn cảnh khó khăn. Trong gian khó, ông suy ngẫm về Chúa, ví sánh Ngài với điều mà ông tin rằng thích hợp nhất với ông và hoàn cảnh của ông. Ông tin rằng Đức Giê-hô-va là đấng duy nhất có quyền năng giải cứu và bảo vệ ông. Cùng với các bài Thi Thiên 26 và 27, bài Thi Thiên 28 cũng là lời kêu cầu của vua David khi ông đối diện khốn khó. Mở đầu bài Thi Thiên này là lời khẩn cầu Chúa lắng nghe điều ông cầu xin. Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Ngài là vần đá của con. Xin đừng bịt tai cùng con, vì nếu Ngài cứ im lặng với con sẽ giống như những kẻ xuống mồ. Khi con giơ tay hướng về nơi chí thánh của Chúa mà kêu cầu với Ngài, xin nghe tiếng khẩn cầu của con. David xưng nhận Đức Giê-hô-va là vần đá của ông, là chốn nương thân vững chãi của ông. Giống như một ngọn núi hùng vĩ chặn đường kẻ thù tấn công, David ví sánh Chúa cũng như vậy. Ngài vĩ đại và đầy quyền năng như một vần đá muôn đời không dời đổi. Chỉ duy Ngài bảo vệ được ông khỏi mọi kẻ thù đang tấn công. David đang kêu cầu một Đức Giê-hô-va vĩ đại như vậy. Ông khao khát Chúa lắng nghe lời ông cầu xin, đừng bịt tai trước lời khẩn nài của ông. Ông khẳng định rằng nếu Chúa không nghe thì rất có nguy cơ ông không biết mình sẽ đi đâu, có thể sẽ xuống mồ giống như kẻ thù của mình. Vì thế, ông chỉ có thể giơ cao đôi tay mình, hướng trọn con người mình về nơi ngự chí thánh của Chúa và kêu cầu. Trọn vẹn con người ông tỏ rõ lòng khát khao tiếng đáp lời từ Chúa. Có bao giờ chúng ta dốc đổ trọn vẹn con người mình như David để mà kêu cầu Chúa? Đừng hời hợt, qua loa hoặc nông cạn trong lời cầu xin của mình. Xin chớ lôi con đi cùng với kẻ dữ hoặc với kẻ làm ác, là những kẻ nói hòa bình với người lân cận mình nhưng trong lòng chứa đầy gian ác. Xin Chúa phạt chúng tùy theo công việc của chúng và tùy theo hành vi gian ác của chúng. Xin Chúa báo trả theo việc tay chúng đã làm và phạt chúng đáng với tội của chúng, vì chúng không nhận biết các công việc của Đức Giê-hô-va và công trình của tay Ngài. Ngài sẽ phá đổ chúng, không xây dựng chúng nữa. David cầu xin điều gì? Trước hết, ông cầu xin cho bản thân sẽ không đi vào con đường của kẻ làm ác, kẻ dữ, kẻ giả bộ hòa bình với người khác. Nhớ lại khi trước, David đã có cơ hội hai lần giết Saul đang truy sát ông, nhưng ông đã không chọn đi vào con đường gian ác. Và rồi, trong bài thi thiên này, David vẫn cứ xin Chúa gìn giữ để ông không làm ác. Ông ý thức được rằng chính mình phải sống khác hơn kẻ làm ác. Điều này cũng giống như ngày nay chúng ta vẫn cầu nguyện rằng: xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Ai cũng có những lúc yếu đuối của riêng mình, vì thế cần cầu xin Chúa gìn giữ mình khỏi sống như kẻ ác. Thứ hai, David cầu xin Chúa phạt và báo trả kẻ gian ác cách tương xứng với tội ác và việc ác chúng phạm. Đối với ông, kẻ làm ác là kẻ không nhận biết công việc Chúa. Chúng sẽ sống bất chấp luật công chính của Chúa. Lời cầu xin này cho thấy David ý thức được bản tánh thánh sạch và công chính của Chúa. Và rồi, ông cầu xin với Chúa đúng theo bản tánh của Ngài. Ông biết Chúa cách rõ ràng. Có bao giờ chúng ta thực sự quan tâm đến đời sống của chính mình và bản tánh của Chúa để rồi cầu nguyện một cách chân thật và đúng đắn?
đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của con. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con. Lòng con tin cậy Ngài và con được cứu giúp. Vì vậy, lòng con rất mừng rỡ. Con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài. Chúng ta không rõ có khoảng lặng nào ở giữa hai phân đoạn này hay không. Nhưng điều chúng ta biết chắc là khi David kêu cầu Chúa thì Chúa lắng nghe. Và đây là lời chúc tụng mà David dâng lên Đức Giê-hô-va vì Ngài đã nghe lời kêu cầu của ông. David kinh nghiệm Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của ông. Đức Giê-hô-va là sức mạnh để ông có năng lực chống trả kẻ ác và điều ác. Đức Giê-hô-va là cái khiên của ông để ông kinh nghiệm sự bảo vệ của Chúa. Vì thế, ông càng tin cậy nơi Chúa và lòng ông mừng rỡ cất lên tiếng ca ngợi Ngài. Bạn đáp ứng như thế nào khi kinh nghiệm sự đáp lời của Chúa? Đức Giê-hô-va là sức mạnh của dân Ngài, là đồn lũy cứu rỗi cho người được sức dầu của Ngài. Xin Chúa cứu con dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài. Xin chan dắt và nâng đỡ họ đời đời. Trong phần trên, David kinh nghiệm Chúa không chỉ là đấng bảo vệ ông, là sức mạnh của ông, mà còn là đấng đã chiến đấu cho cả dân tộc của ông nữa. Chúa chính là nơi nương náu, là đồn lũy cứu rỗi cho người được chọn, được sức dầu. Thi Thiên 28 mở đầu và kết thúc bằng lời cầu xin của David. Ông cầu nguyện cho bản thân, ông cầu nguyện cho dân tộc mình, ông kêu xin Chúa chăn dắt dân của Ngài. Là một vị vua, nhưng David tự đặt mình và dân tộc mình ở dưới sự dẫn dắt, chăm nom của Chúa. Càng nhận biết Chúa, lại càng nương cậy Chúa nhiều hơn. Câu hỏi suy ngẫm: có bao giờ bạn dốc đổ trọn vẹn con người mình như David để mà kêu cầu Chúa? Bạn cần Chúa gìn giữ mình khỏi điều ác và kẻ ác nào? Bạn đáp ứng như thế nào khi kinh nghiệm sự đáp lời của Chúa? Bạn có từng cầu nguyện để Chúa gìn giữ nhóm nhỏ của mình, sinh viên khu vực mình, hay cho chính dân tộc của mình để họ biết Chúa? Chúng ta cùng cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vì Ngài chính là đấng duy nhất con tin cậy. Xin Chúa gìn giữ con, nhóm nhỏ của con và cả dân tộc con. Xin giúp con mỗi ngày không chỉ biết cầu xin Chúa mà tập tành dâng lên Chúa lời ca ngợi và chúc tụng, bởi chính Ngài là đấng duy nhất đáng được ngợi khen. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào thứ hai.